Tiếp theo hôm nay em giới thiệu đến các bác cái máy rửa bát hai tầng. Em này là máy rửa bát hai tầng, đã hai tầng lại còn có kính nữa các bác nhé. Clip trước em test em giới thiệu cho các bác ấy. Đây. Đây nhé. Clip trước em có giới thiệu cho các bác là em máy rửa bát trước cũng là Nihonan nhưng mà hàng đấy cũng hai tầng. Nhưng mà con đấy thì tầng trên của nó sẽ bé hơn con này. Em đấy em để cho các bác là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi và khuyến mại đổi nguồn trong ngày 27 tháng 1 là ngày mai ngày đá bóng nhé. Nhé, ngày U23 Việt Nam đá bóng em sẽ khuyến mại thêm đổi nguồn. Hết ngày mai em không khuyến mại đổi nguồn nữa. Con đấy là bán 3 triệu rưỡi. Con này là 3 triệu 6 bác nhé, khuyến mại đổi nguồn trong ngày 27 tháng 1 ngày mai tiếp. Bác nào đặt gạch alo cho em. Chỉ đặt tiền đặt cọc thôi chứ không nhận gạch mồm. Nhân mồm nhé. Đây bởi vì là đây này, em giới thiệu các bác đây là công tơ nguồn này, đây tắt này. Này, đây là bật này. Đây là đặt chế độ mặc định là cứ thế nó chạy này. Đấy. Các nhìn thấy chưa? Em vừa thử rồi, em thử nước, em nó xả nước đây này. Đấy. Bởi vì lúc nãy em vừa khởi động em nó bơm nước vào rồi, bây giờ khởi động lên thì nó em nó xả hết nước đã, xong bắt đầu nó tí nữa bắt đầu nó xả nước vào. Nó xả nước vào xong rồi nó sẽ tạo. Có những con thì là nó xả nước. Trong khi xả nước thì nó cái nước đấy thì mai sau nó sẽ hâm nóng nước luôn. Nhưng có những con thì nó xả nước nhưng mà nó lại diệt khuẩn. Nó chế độ diệt khuẩn trước. Đấy. Nước bây giờ đấy. Có những con thì chế độ là vừa diệt khuẩn vừa tạo ion, có những con thì vừa bơm nước vào vừa hâm nước nóng luôn. Đấy. Nó mỗi con nó một kiểu. Nhưng tóm lại là đa số con nào có chế độ diệt khuẩn và hâm nước nóng. Ở đây là loại có kính thì nó có giá như này, còn những loại mà không có kính ý, có nghĩa có kính là mình có thể nhìn thấy bên trong nó rửa như nào. Đấy. Rửa bát ấy như thế nào thì là những loại có kính thì nó sẽ đắt hơn những con kia từ 7 đến 800. Nói tóm lại là hàng này thì nó chất lượng thì các bác không phải nghĩ, hàng Nhật thì không phải nghĩ rồi. Nhưng mà nó tùy những con là hai tầng hay là một tầng, có kính hay là không có kính, hoặc là đẹp tầm nào. Còn những cái vết như những cái này này, đây không phải là vết đâu các bạn. Đây là này, băng dính này. Đấy. Các bác vệ sinh đi. Thật ra những cái này thì các bác vệ sinh có đơn giản, quan trọng là chất lượng máy. Còn đồ là các bác về các bác vệ sinh đi, cái chỗ nào mà nó ấy có thì các bác dán cái logo nó đẹp ngay, tất cả máy như thế là hoàn thiện, quá đẹp rồi. Đấy, các nhìn em nó bắt đầu hoạt động. Có những con thì vào như con này chẳng hạn. Có những con thì vào thì của tùy con, có con thì nó vào nó bơm nước trước để rửa khoắng hết bát thì nó tráng một đôi bát. Nó tráng qua xong bắt đầu là nó mới hâm nước nóng một ít để nó phụt nó tạo cho bát nó nóng lên nó rửa. Đấy, mỗi con một kiểu. Nói chung là nhà sản xuất thì có tính hết rồi, nên cái đấy mình không phải nghĩ với người Nhật được. Đây tất cả những cái này, chỗ này băng dính hết các bác nhé, bọn em không có thời gian đâu. Đây là con mã Nationan NP60SS5, con này để cho các bác có giá 3 triệu 6, khuyến mại đổi nguồn trong ngày 27 tháng 1 là ngày mai nhé, đúng nhé, chỉ ngày mai thôi, còn từ ngày kia không khuyến mại đổi nguồn nữa các bác nhé, khuyến mại đổi nguồn. Đấy, các bác. Đấy để chỉ cho các bác biết. Bởi vì là em chỉ giới thiệu thế để cho các bác biết là khuyến mại những ngày nào chứ không không phải là, bởi vì cái đổi nguồn của em nó mất mấy trăm rồi. 400 rồi, cái đổi nguồn không ít tiền. Đấy. Bác nào nhanh tay thì đặt ngay cho tình yêu. Ở những cái chỗ này này. Đây là những cái chỗ này là nó bị xước đấy, các bác nào thích đẹp thì về cắt một cái đề can màu vàng ấy, dài như này này, có dán vào đây, dán một cái đề can vàng vào đây cái là xong, thì nó coi như thành một cái đường vết dọc vàng hoặc vào dọc trắng này. Nói chung những cái đấy nó không quan trọng, quan trọng nhất là máy nó sử dụng hoạt động tốt thôi. Còn những cái làm đẹp thì cái đấy thì nó thoải mái, quá đơn giản các bạn, quá đơn giản làm đẹp. Nhưng bọn em thì không có thời gian để em chỉ hướng dẫn, ví dụ như những cái chỗ này chẳng hạn, các bác về cắt một cái logo ấy, giấy dán bây giờ đầy màu vàng dài một cái đây, dán thẳng từ đây đây là tịt, hoặc màu trắng hoặc màu gì đấy tùy các bác, là nó hết cái vết như này. Thế thôi, em chỉ nói thì thôi chứ nó không quan trọng cái đấy, em chỉ hiểu đấy các bác. Bây giờ nhìn ra máy bắt đầu hoạt động mạnh nhé, áp suất bắt đầu mạnh, và tí nữa khi nào nó hâm nóng đủ bắt đầu nó tạo vòng xoáy, nó mù mịt hết trong này cơ, nó không như bây giờ. Hiện tại bây giờ nó mới bắt đầu khởi động thôi, hoạt động thôi. Còn đây này có nhiều các nút chế độ, khi các bác chọn đây này có chế độ này, thời gian này, giờ này, phút các thứ, các hẹn giờ có hết này. Các bác chụp cái phần mềm ấy, nó có phần mềm dịch trên Google bây giờ đấy, các bác vào App Store, các bác chỉ cần gõ chữ dịch ấy.
đào phần mềm về, bác chụp con này dịch hết tiếng Nhật ra tiếng Việt mình thoải mái dùng, dễ sử dụng. Mà thật ra cả chả cần dịch, chỉ cần nút khởi động này, ấn khởi động, ấn nút này cho tự động hết là xong, đỡ phải mất thời gian. Đó là toàn bộ cái clip em giới thiệu về cái máy rửa bát Nationan NP60SS5. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em theo số điện thoại là 0982 246 621. Đợi em lấy cái biển em đặt đây cho các bác. Ngoài nhà em thấy em lấy cái biển để cho các bác biết, không phải mọi ngày có mải mê âm thanh. Hôm nay em test ít máy rửa bát, biết từ tiếp rất nhiều tiếng tiếp chứ từ tiếp. Các bác đã tranh thủ mua sắm dịp Tết đấy, ký rồi này, nó tạo vòng xoáy các bác, nên là đừng có nghĩ là bảo máy rửa bát mà không sạch, mình rửa không sạch của nó đâu, mình rửa không sạch của nó đâu, nó rửa xoáy mà còn nước, có chế độ nước nóng hết, hâm nóng rồi cuối cùng nó sấy bát này. Sạch lắm, diệt khuẩn, nên là không có lý do gì mà bỏ máy rửa bát mà rửa không sạch bằng người rửa. Đó toàn là toàn bộ clip em giới thiệu về bộ máy rửa bát này. Máy rửa bát này dùng cho một mâm đến một mâm rưỡi thoải mái các bác nhé, trong gia đình ăn uống thoải mái. Chứ các bác mua những cái to quá, ví dụ như bây giờ những cái 20 mấy triệu, những cái đấy nó rửa 4 mâm mà chỉ có khách mới rửa, thì còn không ngày bình thường bỏ đi à, nên là nó rất bất tiện. Rồi em trân trọng chào các bác. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em số điện thoại là 0982 246 621 nhé các bác nhé. Các bác chỉ cần gõ số điện thoại của em vào Google, Zalo, Facebook, trên Google đều có bài đăng hiện lên. Em trân trọng cảm ơn.